Ukraine dường như đã xuyên thủng hệ thống bẫy chống tăng kiên cố và tuyến phòng thủ răng rồng trong một cuộc tiến công mạnh mẽ, các nhà phân tích cho hay khi phản ứng trước một đoạn video cho thấy dường như xe Stryker và xe chiến đấu bộ binh Marder đã vượt qua các phòng tuyến của Nga. Cuộc tiến công bằng xe bọc thép đánh dấu bước phát triển đáng kể cho lực lượng Ukraine. Đang chiến đấu ở khu vực Zaporizhia, các lực lượng của Kiev đã lấy lại đà tiến công trong những tuần gần đây với những thành quả nhỏ về lãnh thổ và gia tăng sức ép lên phòng tuyến vững chắc của Nga. George Barros, nhà phân tích tình báo thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISW, đã chia sẻ một video trên mạng xã hội ngày 21 tháng 9, cho thấy cuộc tiến công bằng xe bọc thép của Ukraine. Ông Barros xác định cuộc tấn công diễn ra gần làng Verbov ở phía nam, hướng mà các lực lượng của Kiev đang tiến công. Ông cũng cho biết đoạn video cho thấy các phương tiện phía sau phòng tuyến Nga đã đẩy lùi các phương tiện hạng nặng này. Theo ISW, Ukraine vẫn chưa hoàn toàn xuyên thủng phòng tuyến Nga bởi vì các phương tiện này chưa thâm nhập. Các vị trí phòng thủ được chuẩn bị kỹ càng trong khu vực này. Dù vậy, ISW cho rằng khả năng triển khai xe bọc thép và đi qua các hệ thống phòng thủ kiên cố nhất của Nga là một dấu hiệu tiến triển quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine. Bình luận của ISW cho thấy khu vực Ukraine xuyên thủng phòng tuyến Nga đã đủ lớn để cho phép xe bọc thép di chuyển và dường như Kiev có khả năng ngăn chặn pháo binh Nga cũng như đối phó với các phương tiện khác. Ông Barros cho biết Ukraine đã nỗ lực để xuyên thủng phòng tuyến Nga trong một vài tuần qua và có lẽ đang chuẩn bị cho một cuộc tiến công mới. Những bước đi chiến thuật nhỏ có lẽ là khởi đầu của một cuộc tiến công lớn hơn và đáng kể hơn, ISW đánh giá, đồng thời thận trọng cho rằng còn quá sớm để đưa ra dự báo rõ ràng. Rob Lee, nhà phân tích quốc phòng cho biết, lực lượng xuất hiện trong video trên dường như lữ đoàn tấn công trên không số 82 của Ukraine. Lữ đoàn này bao gồm 2.000 binh lính, trước đó nằm trong số lực lượng dự trữ, nhưng sau đó đã tham gia cuộc phản công vào đầu tháng 8. Bộ binh Ukraine cố gắng tiến công dọc phòng tuyến Surovikin của Nga trong những tuần gần đây, mặc dù trước đó Kiev không thể triển khai xe bọc thép do những chướng ngại vật phức tạp. Phòng tuyến Surovikin trải dọc vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở phía đông và phía nam Ukraine là một hệ thống phòng thủ phức tạp, bao gồm các bẫy chống tăng, tuyến răng rồng và chiến hào. Stryker và Marder dường như là những phương tiện hạng nặng đầu tiên vượt qua các lớp phòng thủ này. Đầu tháng này, Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã giành lại làng Robotai nằm trên một mạng lưới đường bộ dẫn tới Melitopol. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.